em cũng muốn chia sẻ là khi mà học tiếng Anh ấy cũng không đặt mục tiêu là mình giỏi hay là để giao tiếp với người nước ngoài hay phục vụ công việc mà tức là mình mình muốn mà, tức là đã học rất là nhiều thời gian ở trên ghế nhà trường à. mà cũng rất là thích học và muốn chinh phục được tiếng Anh nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa thành công chị Đấy, có tin là nguyên cái... em lại cướp bích chị tiếp này đây chị hàng chị cực kỳ chân thành và cực kỳ chia sẻ nhé cảm ơn chị rất nhiều nhá nhưng mà cái vấn đề đấy các bạn thấy không nhiều người á và tất cả chúng ta thôi nhiều khi các bạn cứ lấy cớ là em học tiếng anh để làm này nên là không được thì em thôi thì em không làm nghề nữa thôi đúng không gần như ai cũng có một cái xu hướng là muốn học một cái ngoại ngữ nào đấy các bạn để ý bên em con người người ta này và dường như ai cũng muốn để điều khiển càng nhiều phương tiện càng tốt các bạn cứ nói là em sợ lái ô tô em ngại lái ô tô biết lái ô tô chả thích bỏ sừ rồi thật với các bạn luôn nhưng mà chẳng qua là chúng ta lười chúng ta không học thì chúng ta cứ viện đối với. và đến khi mà các bạn thích học tiếng Anh biết học tiếng Anh đến cuối đời mà chị vẫn không học được nhé chị vẫn cảm thấy có gì thiếu sót Mặc dù gia đình chị êm ấm công việc chị ổn định con cái ngoan ngoãn nó vẫn thiếu một cái gì đấy chị ạ và điều rất hay là sau khi học thành công tiếng Anh thì em thay đổi cuộc đời em rất nhiều chị ạ nhìn những cái đấy nó xa vời quá nhưng mà thật sự Em luôn luôn mong là mọi người Sẽ đạt được những điều như vậy Và em cũng chẳng tự hào ở đây là Mình Đấy, này, này. Nhưng em luôn luôn tự hào mọi người Vì các bạn tiếp xúc ở đây suốt Cái việc em trêu vợ em như lúc nãy chàng ạ à, Không phải ai cũng dám trêu Vì em tự tin là cuộc sống của em hạnh phúc Và vợ em yêu em thật Thì em mới dám trêu vậy Chứ nếu trêu vậy mà vợ em lại là người Hà Đông chứ ạ à. Vợ thầy nhà Hà Đông nhé các bạn nhé Không phải là chuyện đùa đâu Hà Đông các bạn liên tưởng đến con gì con thỏ đúng không rất là hiền hậu con thỏ chúng ta hay có cái định nghĩa là thỏ hà đông đúng không rất là tuyệt vời ôi chị duyên ơi chết đấy sư tử cái gì ở đây chết, chết. đó chị đó thì nó cũng đến từ việc học tiếng anh chị ạ sau khi học tiếng anh xong thì thì dạy xin phép tiếp các bạn nhé vì thầy đang tạo dựng cái cộng đồng này mà đồng hành song song cộng đồng học viên mà vì cộng đồng học viên thành công rồi nên thầy mới quay ra này nên thầy sẽ nói tiếp trong cộng đồng học viên chị hằng ạ à, em lại không dạy về tiếng Anh nhiều. Vì tiếng Anh là có hướng dẫn hết rồi và chúng ta học cái giáo trình rồi. Em lại học cái kiểu như thế này chị này. Vì rất nhiều bạn đã từng học tiếng Anh và cũng thành công rồi chàng ạ. Thành công ở đây là gì? Hỏi bạn what did he buy? He bought a new car. Uh, did he buy an old car? No, he didn't buy an old car. He bought a new car. Nói tiếng Anh vậy sướng không chị? Rất sướng. Và bạn ấy thì rất khổ. Người khác thấy bạn sướng, bạn thấy rất khổ. Bạn bảo nhưng mà em vẫn chẳng nói được tiếng Anh ở ngoài nhưng mà em vẫn chưa dùng được tiếng Anh vào cái công việc gì em cũng chưa thế này mà em cũng không biết là cứ nói tiếng Anh thế này xong thì để làm gì rồi thì cứ nói tiếng Anh thế này xong bao giờ thì em biết thêm những từ mới là em cứ hỏi tiếp đi à, mà sao thầy lại hỏi thế này thì em đang tự uh, uh, lao thẳng xuống lòng đất rồi thì bây giờ lao nó sâu vào hỏi tiếp đi trong khi ngày xưa chả mờ mồm ra nói câu tiếng Anh nào chẳng có chỗ nào mà tập luyện tiếng anh để có cái giáo trình để nghe nói tiếng anh hàng ngày lại còn mở mồm ra nói tiếng anh nói tiếng anh chuẩn rồi thì chẳng biết trân trọng lại bắt đầu đi để tham lam sân si rồi thì thế này thế kia thế tự nhiên là cái chúng ta đang đạt được rồi cái người ta thèm muốn rồi và cái cũng là cái chúng ta thèm muốn đúng không các bạn cái là cái trước đấy không làm được thì chúng ta lại tự đặt ra những câu hỏi để bớt trân trọng nó hơn. Nhiều bạn cứ hỏi thầy ơi em không có động lực để học tiếng Anh dài như thầy. Làm sao để thầy học tiếng Anh 10 năm nay? Vì thầy vẫn trân trọng nó hàng ngày. Ở một cái đất nước không ai nói tiếng Anh mà mình lại có cái giáo trình này để có thể luyện nghe nói tiếng Anh hàng ngày. Tuyệt vời quá rồi còn gì. Mà chị phải biết rất nhiều người Mỹ ở đang ở Mỹ, New Zealand, Anh, Úc, Canada, Nam Phi. Họ vẫn học giáo trình này sau khi em gạ. Thì tại sao em gạ họ Vì họ đều em biết mà Tức là họ ở bên đấy người ta nói tiếng Anh Nhưng làm gì với chị Hằng mà chị đang đứng ở Mỹ đúng không Làm gì thằng nào tự nhiên có ông da trắng ra bảo Hello Hằng uh, Do you want to practice English Nó không bị dở người đâu Nó không bị dở người nha các bạn nhé Mất việc Thì chị thấy không Thế thì tập ở đâu Thế là nhiều ông ra nước ngoài vẫn cứ tạch ra vì vậy Thì lại có giáo trình này thì trước khi học giáo trình này thì em phải chặn họng luôn là nhớ là phải trân trọng những cái gì mình làm được thì mình mới thấy sướng ví dụ như em ngày xưa chả mở mồm cho nói câu nào chuẩn bây em nói nói được cái câu rất dài rất khó là oh he wanted to take her to an expensive restaurant ôi giỏi thế xong mình giỏi thế ôi ôi thế anh ơi xong mà vừa đẹp trai vừa học giỏi này thì ai chống được chị thấy không? Nó trân trọng đến vậy thế thì có gì mai em chả học tiếp chị nghĩ em còn học hết đời đâu phải trân trọng nhưng mới làm được cũng một người làm đến cái tầm như vậy và xong đặt ra câu hỏi Thế cứ trả lời này thì xong thì làm tiếp cái gì làm tiếp cái gì là việc của cái sau cái này bây bạn đã làm hết chưa và tất cả những bạn em đều hỏi là đang học day of the dead đúng không chị mà thế thầy ơi em học xong bài này thì xong em học cái gì nữa câu hỏi phải là em đang học bài này như thế nào rồi à, em học bài này tạm ổn tại sao không học bài này xuất sắc đi mà sao chỉ ở mức tạm ổn. Thì uh, em đang xem xem những bài sau xem để làm cái gì, để được cái gì. Trả lời được mỗi lần xem xem ổn của em như thế nào thì hỏi nhá. Where did he want to take the girl to? Anh ấy đã muốn đưa cô ấy đến đâu thì anh ấy đã muốn đưa cô ấy đến một nhà hàng đắt tiền chị nhá, phải là wanted nhá. Thì bạn cứ I um did I uh, want or uh, wanted Uh, tu không nhỉ? I uh, to to take her to đâu nhỉ? To an expensive restaurant. Đấy, thầy đấy. Em trả lời chuẩn đúng không thầy? Trả lời chuẩn nên không em phải biết chứ sao hỏi thầy? Em vừa nói vừa rồi á, nó chỉ hơn người Lào tí thôi. Tí tẹo thôi. Mà em còn đang đi để xem làm sao để học bài sau như thế nào em có thấy là mình ngớ ngẩn đâu Em dùng từ ý với học viên của em đấy chị ạ chưa thấy bị ăn đánh chưa thấy bị đánh bom chưa thấy bị ai chửi gì cả ngớ ngẩn bạn bảo ừ, có khi em hơi vội rồi có khi cái gì nữa à má bớt bớt lại nhá bớt lợi đó chị thấy không đó thì những cái đấy tại sao lại chia sẻ với chị hằng vì em thấy chị vừa vào học chị lại giơ tay chị chia sẻ chân thành này thì chị đã có hội tụ tất cả những thứ cần thiết để chị giỏi tiếng anh